Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Cô gái trẻ xinh đẹp Quan hệ với một con chó Thủy là một cô giáo 28 tuổi Đang dạy học Ở một huyện nhỏ của tỉnh Long An Nàng là một cô gái cao giáo Trắng trẻo và xinh đẹp Nhưng ngặt nỗi Nàng có một đồi núi to khác thường Hơn những cô giáo khác Vòng một của Thủy to đến 106cm. Cho nên, cô hay bị trêu gạo bởi Linh, cô đồng nghiệp của nàng. Ngoài giờ, cô dạy học ở trường. Cô có sở thích nuôi chó. Hàng ngày, khi dạy học ở trường xong, Thủy lại chạy xe về nhà, chơi với con bốp của mình. Nhà Thủy nằm ở cuối con hẻm nhỏ, trên đường quốc lộ 50, quẹo vào. Thủy phải chạy qua những cánh đồng ruộng mênh mang những hàng cây to, che phủ Thì cô mới có thể tới nhà mình Nhà cô cách nhà cái Linh khoảng 500 mét Nhưng cô và người bạn của mình rất thân thiết nhau Hàng ngày, Linh sẽ qua nhà cô tâm sự mọi chuyện Kể cả việc riêng tư của bản thân mình cho cô nghe Đôi lúc, Linh còn nói chuyện chăn gối của mình Với Thủy để trêu Thủy Vì Linh biết Thủy không có người yêu Nói đúng hơn là bị cắm sừng từ rất lâu về trước rồi. Lúc đó, cô mới tròn 24 tuổi, đang đi học ở thành phố để theo con đường cô giáo. Lúc đó, cô mới quen được Tuấn, một chàng trai cao giáo gà lăng, dẻo miệng. Nhưng lúc đó, thì Thủy chỉ là cô gái thôn quê, lên thành phố học. Cô làm sao biết được, đó chính là sự khởi đầu của mình. Thủy ơi, nay đi xem phim với anh nha để kỷ niệm hai năm mình hẹn hò. Cô khẽ miệng cười nhẹ nhàng, leo lên xe của Tuấn. Người nàng thoát ra một mùi hương thơm thoang thoảng, dịu nhẹ, làm cho Tuấn rất thích. Tuấn là một chàng trai, đã lên giường với rất nhiều cô gái. Nhưng cô gái đến với hắn vì tiền, vì tình. Hắn rất giỏi trong chuyện đó. Dù hắn biết những cô gái đó đến với hắn vì gì, hắn đều không quan tâm. Vì hắn không phải là người đầu tiên, hắn chỉ là kẻ đến sau. Hắn chưa bao giờ lên giường được cô gái nào trong trắng cả. Lần đầu tiên gặp Thủy, trên người Thủy toát ra mùi thơm mà chỉ có những người con gái còn zin mới có được. Với lại thì vòng một của Thủy rất to, làm cho hắn phải mê mẩn với nó. Cũng vì điều đó mà hắn theo đuổi Thủy một cách quyết tâm nhất cuối cùng thì cô đã gục ngã trước hắn hắn cứ nghĩ cô sẽ dễ dãi khi hắn làm người yêu của cô nhưng không cô chỉ cho hắn nắm tay còn việc xa hơn như hôn hay lên giường thì cô không cho tuấn chở thủy lượn hết một vòng quận một để hóng gió rồi chở cô về quận thủ đức để ăn uống tuấn biết đây là thời cơ để hắn ra tay. 11 giờ đã điểm. Trong lúc hắn và cô đang uống cà phê tại một chung cư có cảnh đẹp bờ sông. Thì lúc đó, cô phải vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn. Hắn thừa cơ hội đó, bỏ một viên sủi vào ly nước uống rồi khuấy đều. Khi thủy vừa ra từ vệ sinh ngồi xuống uống, thì lúc đó cô đã không biết được rằng mình sắp làm mồi cho con chó sói. Lúc đó, cô nhìn đồng hồ đã 11 giờ đêm. Cô nói hắn chở cô về phòng trọ ở quận 11 để mai cô còn làm luận văn tốt nghiệp của mình. Hắn đồng ý và chở cô về trên chiếc xe máy của mình. Hắn còn ân cần chu đáo đội nón cho cô, đưa áo khoác cho cô mặc để không bị lạnh. Nhưng thủy đâu biết đó là kế hoạch của hắn chỉ nghĩ rằng Tuấn ga lăng với mình, vì cô cũng yêu hắn nữa. Trên đường trở về nhà, Tuấn ghẹo hết chỗ này đến chỗ kia. Rồi lúc chạy lên qua những ổ gà cho xe vấp phải, hắn đã cố tình làm như vậy. Vì biết được nàng đã bị ngấm thuốc của mình. Anh ơi, sao em thấy nóng nực quá? Rồi cô ôm chặt lấy hắn một cách không bình thường. Bên dưới của cô cũng vậy. Cô cứ nghĩ rằng Chắc là sắp tới tháng Chân cô bắt đầu khép ra Khép vào Một cách không tự nhiên Hôm nay là ngày đặc biệt Nên cô mặc một cái váy dài tới đầu gối Và chỉ mang Một cái quần lót đang mặc Người cô thì nóng bừng bừng Mặt thì đỏ ao Thể hiện ra nét đẹp của cô Thủy nghĩ là mình bị làm sao vậy Sao mình lại nóng quá và dạo dực thế này Thủy thấy dễ chịu khi sát gần với Tuấn. Anh Tuấn ơi, mau sắp tới nhà chưa anh, anh Tuấn ơi, em sắp sắp không được, không chịu nổi nữa rồi. Lần đầu tiên cô khao khát gần Tuấn đến thế. 12 giờ 10 phút, hắn đã chở cô về phòng trọ mình ở Bình Tân, nên mà mọi người đã ngủ ngon giấc. Thủy không kiềm chế được, chủ động đẩy người yêu xuống giường và chuyện đó diễn ra theo như ý muốn của Tuấn trong một đêm mà Thủy đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc của cuộc đời chưa bao giờ Thủy biết đến được khi còn là người con gái giờ đây nàng đã thành người phụ nữ của riêng Tuấn nàng ôm Tuấn thật chặt dịu dàng bên cạnh còn Tuấn thì lem lem cười vì đã chiếm được con người nàng sau ngày định mệnh đó thủy gần như là tươi hẳn ra trên khuôn mặt và cơ thể như tràn đầy sức sống người nàng đã thay đổi hẳn nàng giờ đây như một cô người mẫu vừa cao vừa to vừa tròn vòng nào ra vòng nấy không một điểm chê được hàng ngày khi thủy đi học về thì nàng vội vã vào phòng mình tắm rửa thay quần áo vì kể từ cái lần đó thì đêm nào thủy cũng bị ướt quần nàng luôn mang theo quần lót dự phòng vì nếu không đến trưa thôi là nó đã ướt nhèm nhẹp, nhẹp rồi không những là thủy thay đổi về ngoại hình mà thủy càng chăm sóc mình nhiều hơn vì hàng ngày thì tuấn sẽ ghé chơi chỗ nàng bất kể giờ giấc dù nàng ở nhà hay ở ngoài đường nàng còn thay đổi cả lý trí mà đáp ứng yêu cầu của tuấn nàng vội vàng tắm rửa thật sạch chờ tuấn nàng thoa một ít sữa tắm thơm phức rồi vội vã tắm thật sạch sẽ lau khô người nằm nghiêng ráo nước chờ tuấn đến để làm cái chuyện nam nữ nàng là một người phụ nữ đảm đang về bếp núc món nào nàng cũng biết làm nàng học để nấu cho tuấn ăn tuấn như một ông vua được hầu hạ bởi hoàng hậu của mình mấy tháng sau khi gần tốt nghiệp thì Tuấn đã bỏ của chạy lấy người theo một người con gái khác. Người con gái đó rất giàu có, ngang ngửa với Tuấn, thân hình đẹp hơn Thủy, học thức thì giỏi hơn Thủy và chiều Tuấn nhiều hơn Thủy. Tuấn muốn gì cũng được đáp ứng, còn Thủy chỉ là cô gái quê, không tiền, không địa vị của xã hội này. Nên sau khi Tuấn bỏ, nàng quyết tâm không tin bất kỳ người đàn ông nào khác nữa nàng buồn bã và cố gắng lấy bằng tốt nghiệp xong về quê ở cùng với gia đình và làm việc nàng sẽ không bao giờ lên thành phố nữa nơi mà tình yêu cảm xúc hứa hẹn mong chờ đã đều biến mất ngày đầu tiên khi về đến nhà thủy xứng sờ với mọi thứ xung quanh căn nhà mục nát khoảng sân nho nhỏ giờ đây đã khác xưa rồi trước mặt thủy là một căn nhà khang trang rộng lớn, khoảng sân chật hẹp giờ đây đã khác, vừa rộng, vừa sạch sẽ, tươm tất. Nàng bước xuống đẩy xe vào nhà. Những ký ức như ùa về trong đầu. Lúc nhỏ, nàng hay chơi đùa dưới nền đất lom bõm từng chút, ba mẹ hay la mỗi lần mà nàng nghịch. Mà giờ đây nó như được phủ tấm áo mới trước khi nàng đi học nền đất đã thay đổi bằng xi măng còn căn nhà mục nát trước được khoác lên mình những bê tông cốt thép thật bề thế nguy nga làm sao thủy vội vã cất xe vào góc và bước vào nhà ba ơi mẹ ơi con về rồi nè mẹ về rồi hả con tiếng bà hương vọng ra con chào mẹ con mới về thủy cúi mình chào bà hương con gái yêu của mẹ học trên thành phố có cực không con Dạ, không có cực bằng ba mẹ đâu ạ, à. con nhớ ba mẹ lắm Sao nhìn con ốm hẳn đi đó, thê bộ trên đó, con không ăn uống gì hả mày Đâu có đâu mẹ, con ăn quá trời đó, đại ráng con giống mẹ á, ăn gì cũng không lớn Mày xạo vừa thôi, nịnh mẹ chứ gì Đâu có ạ, à. con mẹ xinh đẹp như mẹ còn gì nữa, con đâu có nịnh đi học mấy năm rồi mà biết nịnh mẹ rồi. Trên đó con có quen được ai không mà không dẫn về ba mẹ xem?" Thủy cười ngượng mà không thể che giấu nỗi đau của mình. Mẹ cô nhìn sắc mặt con gái mà hiểu được mọi chuyện. Bà không nhắc nữa mà ôm Thủy vào lòng an ủi con. "Không sao đâu con. Ở ngoài có ai bắt nạt con đi nữa thì về nhà con vẫn là cục cưng của bố mẹ." thủy khóc nức nở ôm mẹ vào lòng ngoan đi có thầy u thương đừng khóc nữa mẹ nàng an ủi con con nhớ ba nhớ mẹ lắm ở trên đó con buồn không sao đâu con về nhà rồi có ba có mẹ thương con rồi bà hương vuốt nhẹ mái tóc của thủy như dỗ sảnh mẹ ơi ba ba đâu rồi mẹ nàng ôm mẹ mà nhìn xung quanh tìm ba bố mày ở đằng kia kìa chỗ những đồng lúa đó đang chơi với con chó mẹ thủy chỉ ra sau hè nơi ba thủy đang đùa giỡn với con chó thủy con về đó hả ông lâm nghe vợ mình nói mà đi vào con chào ba con mới về tới nàng nhìn ba từ đằng sau nhà đi vào theo sau là con chó rất to Dạo này ba với mẹ khỏe không? Con đi có mấy năm Mà bố mẹ già đi nhiều quá Mặt thủy sầm xuống Nhìn ba mẹ mình ốm yếu Già đi hẳn trong ký ức Ba với mẹ mày khỏe lắm Con ở trên đó ăn uống không điều hay sao Mà ốm quá vậy Định giảm cân đó hả? Ba cấm đó biết chưa? Đâu có đâu à Con ăn nhiều lắm à Ăn nhiều là đằng khác Tại con giống ba mẹ nên ăn gì cũng đâu có mập lên được. Ông này, con bé nó mới về đây, còn hung dữ với nó nữa, chết với tôi đó nghe. Tôi đâu có, nó là bảo bối của tôi với bà, mà sao tôi hung dữ với nó được chứ? Ông liệu hồn cái mồm đó, tối ngày chơi với con chó mà bỏ tôi làm hết à? Bà này lạ ghê, việc nhà bà làm hết rồi, tôi không có gì làm ngoài làm ruộng, xong thì biết làm gì không chơi với con chó thì không lẽ tôi đi nhậu cho ba chửi à? Ba mẹ buồn cười ghê, lớn rồi mà như là con nít á, cứ cãi nhau hoài thôi. Tao không cãi với ba mày, tao biết cãi với ai. Từ ngày mà mày đi học trên đó, chỉ còn tao với bố mày ở cái nhà này thôi. Ngoài những chuyện đồng áng ra thì làm gì? Tao phải cãi với ông ấy mới qua ngày được chứ. Bà Hương nhìn ông Lâm mở cười. Đúng rồi, không có tôi thì bà nói chuyện với ai? Không lẽ với nó? Ông Lâm nhìn con chó dưới chân mà cười bà Hương. Ủa bà ơi, chó nhà ai vậy? Thủy nhìn con chó mà sợ sệt vì nó quá to. Tầm bậy mày, con bốp hồi mày còn ở đây, mày hay đùa với nó, lúc đó nó còn nhỏ xíu à, giờ nó lớn rồi, phải khác chớ. Con bốp của con á, sao sao nó to quá vậy thủy nhìn con chó mà ngây người ra tại mày chứ ai hồi đó mày qua ông tư mày thấy nó lông sủ đáng yêu mày thích rồi mày xin ông tư về ông thương mày thì ông cho giờ nó to gần chết nè mỗi lần tao ngồi dưới đất xem phim nó ngồi còn to hơn tao che hết cả phim tao coi đúng rồi mỗi lần xem phim Ông Toàn xem với nó mà không kêu tôi không à. Bà Hương giận chồng ra mặt. Tại bà đấy, bà bận làm nên tôi bảo nó. Ông Lâm lấp liếm cúi xuống. Còn chó thì ngoắt đuôi nhìn Thủy. Thủy thì mới nhận ra nó. Lúc nàng đi, nó nhỏ xíu xỉu. Sợ bây giờ nó không nhận ra mà nó cắn mình. Nhưng không, con chó chạy lại chân mà vui mừng ngồi xuống nhìn Thủy mà ngoắt đuôi qua lại thủy thấy con chó vẫn nhận ra mình mà vuốt đầu nó nó ngoan ngoãn ngồi yên cho thủy vuốt lâu lâu rồi nó mới lè lưỡi ra liếm tay thủy người xưa có câu con chó mới đẻ ra mà mình cho nó nước miếng của mình thì nó sẽ xem mình là chủ nó dù sau này có đi đâu đi xa nữa mà quay về thì nó vẫn nhận ra mình vừa phút đầu con chó không để ý con chó đã nhảy lên người thủy rồi con chó đực này khỏe thật đấy thủy ngã ầm xuống đất con chó thì đè lên người thủy thủy không để ý cứ đùa với nó vì nàng nằm ngửa nên vô tình con chó đã chạm cái của quý vào nơi đó của thủy mà lạ thay cái đó của con bốp đã to tướng rồi buồn quá bỏ ra bốp ơi cục cưng của chị to quá đi hà mấy năm nay chị không nhận ra luôn thủy nhìn nó đầy yêu thương nàng vuốt lưng nó rồi xuống bụng vô tình phát hiện ra ba ơi con tưởng nó là con cái chứ ai bảo nó là con cái nó là con chó đực đấy ông lâm nhìn thủy mà cười phá lên tại mày đó mới bắt về được mấy ngày thì mày đi học mất tiêu để nó cho tao với mẹ mày nuôi cực gần chết đi nó suốt ngày chạy ra cửa nhìn mày xem có về không ai dè thì đi một cái là mấy năm liền ngày nào nó cũng được tao tắm cho nên mới lớn nhanh như thổi đấy giọng bà hương cất lên ông này nó mới về để nó tắm đi duyên cơm chứ định nói hết buổi à con mới về đi thăm quan nhà mình rồi tắm rửa ăn cơm đi thủy dạ một cái chuẩn mất tiêu để lại ba với mẹ đằng sau cô đi khắp nhà rồi đi ra sau hè cô tham quan hết nhà bếp rồi đến phòng ba mẹ rồi nhà tắm phía sau hè cô ngớ người ra suy nghĩ ủa phòng mình đâu ta rồi thủy bước lên trên nhìn ba mẹ và nói bố ơi mẹ ơi phòng con đâu thủy đi lên trước nhìn ba mẹ mình ngay ngoài sân phòng con ở đằng sau kia kìa Ông Lâm chỉ ra sau hè. Ở đâu ba? Con có thấy đâu? Thủy ngơ ngác nhìn sau. Sau hè đó mày. Mày thấy con đường nhỏ sau không? Đi theo đường mòn. Đó là thấy một căn nhà nhỏ. Có cái sân nhỏ ấy. Ông Lâm đứng dậy đi về sau nhà mà chỉ. Ở đâu vậy ba? Nàng ngứa người theo chân ba ra đằng sau. Đây nè con nhỏ này. Mày thấy bụi cây đằng trước kia không? Đi theo con đường này khoảng 50 mét, quẹo vào cây bụi cây đằng trước, có căn nhà nhỏ, đó là nơi con ở đó. Ông Lâm chỉ cho con mình con đường phía sau hẻ. Ba mẹ kỳ ghê, chỗ đó là chuồng heo mà. Thủy nhìn tay ba chỉ mà hoảng hốt. Chuồng heo cái đầu mày đấy, mày đi mấy năm nay, ba mẹ làm ăn được, không nuôi heo nữa. Nên giờ phá cái chuồng đó đi rồi rồi xây căn nhà nhỏ đó cho mày ở đấy. Tiện đi làm luôn, khỏi phải qua đây mất công. Sau này lấy chồng, có thằng nào ở rẻ thì cho ở đó luôn, tiện cả đôi đường. Bên đó còn có con đường nhỏ, dẫn ra đường cái lớn luôn, cho mày tiện đi lại. Ông Lâm ký nhẹ đầu con gái. Còn đâu có biết đâu, tưởng, tưởng còn như xưa chớ. Thủy cười ngu ngố. Thôi mày dọn hành lý qua đó xem coi vừa ý không rồi tắm rửa qua đây ăn cơm với ba mẹ. Ông Lâm nhìn con gái rồi bước đi lên trên, bỏ nàng ở lại nhìn. Thủy bước chân theo con đường mòn nhỏ mà ba chỉ len qua lùm cây hai bên rồi đi thẳng tới phía trước mà nói: "Đường đi không thể nào dễ dàng hơn như cuộc đời của mình. Nàng phải xuyên qua các tán lá rồi bờ ruộng hai bên Mới tới được bụi cây mà ba chỉ, vừa tiến lên phía trước đến ngỡ ngàng nhìn nó, hiện ra trước mặt là khoảng sân nhỏ được lát gạch và căn nhà nhỏ xinh xắn mà nàng hay nói với ba mẹ, còn lúc nhỏ là khi nào có tiền sẽ xây căn nhà nhỏ để ở và chơi đùa với con cái. Nhưng điều đó ba mẹ thủy đã làm cho mình. Trên đời này không ai thương con bằng cha mẹ mình. Nàng rớt nước mắt trên đôi má mà khóc Vì một chút nói chơi của mình mà ba mẹ đã xây cho mình căn nhà nhỏ để ở Thủy vội lau đi hai hàng nước mắt đang chảy mà vào trong nhìn ngắm Bước vào trong nhà thì Thủy mừng rỡ Có một cái tivi, một cái ghế sofa bằng nỉ Bên cạnh có cái bàn nhỏ để ăn uống Đằng sau là nhà bếp nhỏ, xinh xinh Bên đối diện là phòng ngủ, phía sau là nhà tắm căn nhà tuy nhỏ bé nhưng đầy đủ các vật dụng sinh hoạt cần thiết thủy đi tìm hiểu xung quanh nhà tự nhiên thủy cảm thấy chân mình có cái gì đó mềm mềm nàng mới quay về phía sau thì ra đó là con bốp của mình nó đi theo từ nãy tới giờ mà thủy không hay biết thủy hỏi nó mày muốn ở với tao không con chó sủa lên gâu gâu rồi coi ngoắt đuôi coi mừng nàng khum người xuống chào con bốp con chó chạy lại liếm mặt như mừng rỡ. Nàng mở cửa phòng và nói chuyện với con chó. "Xin giới thiệu với mày, đây là nhà của tao. Từ nay mày sẽ ở với tao trong căn phòng nhỏ nhắn này." Con chó mới hú lên vui mừng khi được ở nhà mới. Trong căn phòng nhỏ nhắn màu hồng ấy là cái tủ đựng quần áo, chiếc giường nhỏ đủ để hai người nằm và cái bàn mới tinh để trong phòng. Thủy vội vàng mở vali sắp quần áo bỏ vào tủ, rồi đi tắm. Nàng lấy một cái váy ngủ hay mặc ở nhà, lúc trên thành phố và cách khăn tắm. Thủy thoải mái khi ở nhà, cho nên không cần phải mặc nội y làm gì cho chật trội. Vừa lấy xong đồ thì Thủy phi thẳng ra trước mà đóng cửa chính, rồi kéo rèm cửa sổ lại, xong lại phi thẳng ra sau nhà tắm. Phía sau nhà tắm là một hàng rào kẽm được che bởi những bụi cây to lớn. Nếu nhìn ra ngoài cũng không thấy phía sau bụi cây đó là nhánh sông nhỏ cung cấp nước cho đồng ruộng của gia đình. Nên thủy rất yên tâm. Sau một hồi quan sát kỹ càng, thì nàng để ý có cây lu to đựng nước ngay góc hè. Trong đó có đầy nước và cái ca để tắm. Nàng không vào nhà tắm mà đi lại góc lu múc nước vào chậu. Thủy lấy cầm trên tay chai sữa tắm, dầu gội và để ngăn nắp vào. Nếu như bình thường ở trên thành phố thì nàng sẽ vào nhà tắm thôi. Nhưng đây là nhà mình mà, không một ai có thể vào được. Nên nàng mới được như chính mình mà bung xóa thoải mái. Rồi Thủy cởi bỏ nội y ra và ngồi xuống tắm rửa. Trông nàng hiện ra như một nữ thần, một vẻ đẹp hoàn mỹ như điêu khắc mở thành. Vòng nào ra vòng nấy Cô xối nước tới đâu Thì nước lại len lỏi tới đó Chảy xuống hang động huyền bí của nàng Con chó đột nhiên sủa lớn Làm thủy giật mình Nàng mới nhìn và khẽ nói Lại đây nào cục cưng Lâu rồi không ai tắm cho mày đúng không Lại đây để chị tắm cho mày Con chó chạy vào tới mừng rỡ Nàng xối nước cho con chó từ đầu tới chân Rồi lấy dầu gội tắm cho nó Nàng trà tới đâu thì con chó lại cựa mình tới đó. Hết bên trên rồi lại bên dưới. Con chó như vui mừng khi thủy yêu thương nó, như ba thủy thương nó vậy. Nó đưa mặt lên thẻ lưỡi liếm vào mặt thủy. Ngoan nào cục cưng, để chị tắm cho. Con chó nhìn thủy mà ngoan ngoãn ngồi xuống đất. Nàng vừa tắm cho nó vừa tắm cho mình. Đột nhiên, có tiếng của bà Hương vọng vào. Thủy ơi, lên nhà ăn cơm đi, ba mẹ chờ. Nàng vội vã trả lời mẹ Dạ con lên liền Mẹ chờ con chút Thủy trong nhà tắm vọng ra Lên liền nha con Mẹ đi lên trước đây Bà Hương nhìn vào rồi lên tiếng Bước nhanh về phía trên nhà Dạ thưa mẹ Mẹ lên đi Con đang thay đồ Thủy chạy vào phòng Theo sau là con chó Nàng vội thay cái váy bằng cái quần jean cụt Với áo thùn trắng Bên trong là đồ lót màu đen nãy giờ thì con chó nó nhìn thấy hết chân rồi cái gì nó cũng nõn nà đầy đặn một người một chó đi dọc theo con đường mòn mà lên nhà để ăn cơm từ ngày thủy về quê ở ông lâm thấy có một sự lạ vào một đêm kia ông thấy có tiếng người chống gậy đi trên nóc nhà ông nghi là kẻ trộm ông trả vờ ho ho mấy tiếng cho chúng biết còn chạy đi với tiếng ho của ông thì tiếng động lạ trên mái nhà cũng dần dần nhẹ đi, đến đầu hồi rồi tịt hẳn. Đêm hôm sau, ông lại nghe thấy tiếng động lạ tương tự, rồi lại lịm dần đi. Đêm thứ ba, thứ tư cũng như vậy. Tên trộm này gan lì thật. Lối đuổi trộm của ông chỉ khiến tên trộm im dần đi, chứ không sợ hẳn. Ông nghĩ mình phải có cách cho nó một trận, chứ không thì nó cứ tìm đến mà kiếm chắc nhà ông nữa ông liền lấy cái nỏ để trên gác mà mọi khi ông hay dùng để bắn thú ông cải tên rồi mở cửa ra sân ngồi chờ sẵn vào đêm hôm đó tiếng động cũng y hệt như mấy hôm trước ông liền đẩy nhẹ cánh cửa rồi cầm nỏ lăm lăm bước ra sân đêm hôm ấy trời không trăng nhưng nhiều sao nhưng ánh sáng không đủ để người ta nhìn rõ mọi vật khi ra sân ông nhìn lên nóc nhà vì phòng ông ở đầu hồi, nên ông già thì chỉ nhìn rõ trên nóc phòng ông thôi, còn đầu nhà kia nhìn không rõ. Ông thấy lờ mờ một bóng người, đầu đội nón mê, tay chống gậy, đang đi bước một bước hai, ông ngạc nhiên. Quái, tên trộm này lạ quá, đi ăn trộm mà lại đội nón lù lù còn chống gậy. Ông định thần nhìn kỹ một lần nữa, xuyên qua ánh sáng mờ mờ ông thấy một người không cao lắm, hình như là một đứa trẻ con khoảng 7-8 tuổi gì đó. Hai tay ngắn và hai chân cũng ngắn. Không biết con cái nhà ai mà đêm hôm dình mò nhà mình như ăn trộm thế này. Bóng đen đấy có lúc ngước đầu về phía xa xa, phía nhà của con gái ông. Như kiểu đang chờ đợi một điều gì đó. Ông mặc kệ, kẻ trộm hay là trẻ con nghịch ngợm thì ông cũng dương nỏ rồi bắn tên về hướng cái bóng đen đen ông cố ý bắn chạch hướng cốt để dọa dẫm mở thôi không định tâm bắn chúng làm chết con trẻ lại ân hận cả đời mũi tên bung ra lao đánh vút một cái cách bóng đen chừng một thước bóng đen chỉ kịp giật mình rồi đánh vụt nó lao mình vào đêm tối ông dồn theo đến nhà của con gái thì nó biến mất ông quay đầu vào buồng nằm trằn trọc suy nghĩ về cái sự lạ đó mãi mới ngủ được sáng ra bà hương cầu nhàu thầy nó này cái nón chiều hôm qua tôi để ở gác bếp ông có làm gì đến nó không chiều tối rồi tôi đi đâu mà đội nón u mày đi đâu rồi để quên chứ hỏi tôi làm gì vợ ông không quên chiều qua đi sới ngô về chính tay bà đã gác nó lên cái cối say mà Sáng nay định đội đi làm mà tìm mãi không thấy. Ông Lâm vừa pha ấm trà ngon liền rót đưa cho vợ một chén. Lúc này, ông Tư hàng xóm đi từ ngoài cổng vào sân, tay cầm chiếc nón của bà và nói: "Nón này của bà Hương phải không? Tôi thấy có tên bà. Ai lại mang ra bờ ao thế này? Bên cạnh còn có cả chiếc gậy đây này." Bà Hương không nói gì mà cầm chiếc nón đi ra ngoài đồng nom bọn thợ cày thợ cấy làm việc ông lâm vẫn băn khoăn về chiếc nón và cái gậy chuyện của con gái ông nữa nhân có ông bạn hàng xóm sang chơi ông lâm liền thuật lại trong tư nghe về cái sự việc lạ lùng vừa xảy ra đêm qua và cả cái việc nón và gậy bị vứt ở ngoài bờ ao cả việc con gái ông là cái thủy hôm ở thành phố về nữa tay hàng xóm không nói gì chỉ uống nước, hút thuốc lào, nhai trầu rồi ra về. Già tới cổng, thì ông Tư mời ông Lâm sang nhà mình chơi, vì ông có chuyện muốn nói. Trong lúc ông nói chuyện với vợ con, và cả lúc ông nói chuyện với tay hàng xóm, thì thấy con bốp cứ quanh quẩn ở gậm giường, lượn đi lượn lại, rồi trở vào bên trong nhà, như nghe ngóng một điều gì đó. Nếu nó mà là người, thì đã bị ông Lâm nghi là kẻ trộm rồi một lúc sau ông lâm mới sang chơi nhà ông tư hàng xóm mời khách ăn trầu hút thuốc xong ông hàng xóm nói ông à sở dĩ tôi mời bác sang chơi là vì chuyện của bác kể cho tôi nghe lúc nãy tôi không muốn nói ở nhà bên đó vì sợ con chó nó nghe thấy tôi để ý thấy mắt nó đảo như giang lạc đấy chỉ dình nghe trộm những điều mà tôi và bác nói thôi ông lâm ngạc nhiên hỏi con chó bố biết nghe trộm má đúng còn chó đó nhà ông không phải là chó đâu mà là yêu ma đấy và cái bóng đen ông nhìn thấy trên nóc nhà chính là nó đấy ông lâm bảo tôi không tin chó thì làm sao mà biết đội nón được lại còn đi bằng hai chân tay hàng xóm mới bảo ối trời đã là yêu ma quỷ quái thì nó đi nó bay cũng được huống chi là đi bằng hai chân ông không thấy các cụ Nói gì về con chó trắng mũi đỏ hay sao? Ông Lâm mới thấy giận rợn Tay hàng xóm thì nói tiếp. Các cụ thường bảo, chó trắng mũi đỏ chính là yêu ma đấy. Nó mang hình chó, chuyện đội nón chống gậy đi trên nóc nhà. Nó làm thế để làm gì? Vậy ông cho cái bóng đen đi trên nóc nhà là trẻ hay là sao? Con nhà nào mà đêm tối lại nghịch ngợm như vậy? Và lại thì một đứa nhỏ sao mà dám lao mình vào khoảng không được khi mông buông phát tên vào nó chứ tôi thấy con chó đấy nó leo lên nóc nhà để hội họp hẹn với tụi yêu ma của nó đấy cũng đội lốt chó trắng mũi đỏ hết đấy ở nhà ông hoặc ở nơi khác nó ngước nhìn về phía xa để ngóng nhìn đám yêu ma quỷ quái của nó đấy nó thích cái thủy nhà ông rồi tối nào cũng ngủ với con gái ông như vợ chồng đấy. Thảo nào mà con gái ông chẳng có đám nào ngấp nghé, người thì cứ xanh như tàu lá chuối. Ông Lâm hơi lo lò ông bảo. Thì ở làng mình, làm gì có ai nuôi con chó giống như nhà tôi đâu, mà nó trông với chẳng ngóng. Tay hàng xóm mới bảo, ôi giời, ông khờ khạo quá. Đâu phải nó chờ đợi mấy con chó trắng ở làng ta đâu, mà cái giống yêu ma quỷ quái này chúng nó hẹn nhau ở xa lắm đấy cách xa ngàn dặm đấy ông lâm không nói gì tay với chiếc điếu cày là một bi làm một miếng trầu nhai rồi ông bảo với tay hàng xóm thì ông nói vậy thì tôi cũng biết vậy thôi chứ tôi thì không tin nó là yêu ma quỷ quái gì đâu chó là chó mà yêu ma là yêu ma chứ chứ sao mà lại lẫn được ông hàng xóm bảo ừ thôi Tin không thì tùy ông thôi Nhưng ông nên hóa kiếp cho nó đi Ông Lâm Cảm ơn tay hàng xóm rồi ra về Trong lòng rất nghi hoặc Ông bắt đầu suy nghĩ tới lời của người hàng xóm Vì nếu là người Thì con nhà ai Mà dám lao mình vào đêm tối Khi mà ông bắn mũi tên Sát sản sạt nó chứ Đi về đến sân nhà Con chó trắng bốp Vẫn vẫy đuôi cuống quýt Như không có chuyện gì xảy ra Ông không nghi ngờ nữa mà không nghe lời người hàng xóm, vẫn tiếp tục nuôi nó như người bạn của mình. Mà dạo này, nó hay chơi ở nhà cái Thủy. Năm đó, Thủy con gái ông nhìn rất mặn mà và duyên dáng. Có bao trai làng muốn làm le đến xin làm rể. Rồi cô Thủy tự nhiên mang bệnh. Thuốc thang thế nào cũng không khỏi. Nhiều khi lại mê sảng. Trong lúc mà tỉnh táo thì cô kể cho ông bà nghe. Đêm đêm có nằm mơ thấy có một chàng thanh niên cao to lực lưỡng, đẹp trai lắm, vượt qua lối cửa sổ rồi ập vào mà ân ái với cô. Cô không chống cự nổi. Và kể từ khi cô bị thanh niên này làm chuyện ấy thì cô bắt đầu mang bệnh. Cô lại cho cha mẹ mình biết là thanh niên kia rất kỳ lạ. Hắn đến là đè cô xuống giường, mây mưa một hồi rồi bỏ đi. Cô hỏi thì không bao giờ hắn trả lời. Cô chống cự lại mà vô ích Muốn kêu lên mà chỉ ú ớ mà không ra tiếng được Ông bà Lâm Hương rất lo lắng Thay nhau canh gác trong đêm tối Canh gác trong đêm Một mặt cho mời thầy Pháp về cúng để trừ tà Ông Lâm không cho con gái ở ngôi nhà đó nữa Hai ông bà ngủ chung một phòng Còn phòng của bà Từ nay Thủy sẽ ở chung Mặc dù ông Lâm đã chuyển chỗ ở cho Thủy nhưng cứ đềm đến là chàng thanh niên ấy lại đến bên giường ập vào nàng và làm chuyện chăn gối đó, khiến nàng sướng không thể tả. Nhưng sướng bao nhiêu, thì Thủy lại mệt bấy nhiêu. Và chuyện đó cứ tiếp tục diễn ra, khiến Thủy ngày càng xanh sao vàng vọt. Phòng một thì teo tóp đi trông thấy, ông bà mất ăn mất ngủ vì bệnh lạ của con gái. Thế rồi, nhà ông bà lại xảy ra một sự việc lạ lùng nữa. Đêm khuya, ông lại nghe thấy tiếng người rửa bát ở thềm giếng. Ông cùng với bà Hương chạy ra xem, thì có bóng người vụt chạy đi, để lại vại nước với rổ bát chưa rửa. Và đêm nào cũng thế, cái chung gạo nhà ông cũng vơi đi nhiều. Hình như có người đến múc gạo nhà ông. Ông Lâm tỏ rõ sự lo lắng với người hàng xóm. Ông Tư hàng xóm bảo, tôi đã bảo mà ông không nghe. chính con chó trắng mũi đỏ đã hóa ra người con trai đến làm chồng con gái ông, rồi chính nó lại mời gọi đám yêu ma ở xa đến để tổ chức ăn uống linh đình, rồi còn rửa bát nữa. coi chừng có ngày chúng còn giết cả gia đình ông đấy. các cụ bảo là nhà có nuôi con chó trắng mũi đỏ là nhà ấy đến vận suy đấy. người này chưa kịp trôn thì người kia lại theo đấy phải có thầy pháp cao tay cao tay lắm mới trị được đấy ông ạ à. lời ông hàng xóm nói làm ông lâm càng thêm run sợ ông bảo thế bây giờ nên làm thế nào ông hàng xóm bảo chỉ có cách là mời thầy bùa thôi và làm sao hóa kiếp cho con chó bốp kia đi nhưng nó đã thành tinh rồi ông coi chừng ý định dê của ông nó cũng biết được nó mà biết ông hóa kiếp cho nó là nó hóa kiếp ông trước đấy ông không được nói cho ai biết kể cả bà nhà và các con ông cứ im im rồi cho nó một phát bất ngờ thì may ra mới trừ khử được nó ông lâm cảm thấy hối hận vì đã không nghe lời người hàng xóm để bây giờ nhà xảy ra tai vạ ông đã sẵn sàng để hóa kiếp cho con chó bốp rồi để trừ yêu ma đi ông mới sắp tâm diệt trừ nó nhưng không sao thực hiện được tuy con chó vẫn ở nhà ông nhưng không ai gần được nó kể cả đã bị choàng vào thòng lọng đúng là một sự việc kỳ lạ ông tư hàng xóm hỏi thăm về cái thủy con gái ông nhưng ông này không bao giờ nói chuyện ở nhà lão lâm mà chỉ nói ở ngoài đường ngoài chợ hay nhà ông mà thôi ông khuyên ông lâm hãy hết sức cẩn thận bởi nếu nó phát hiện ra ông muốn chửi nó thì nó sẽ hóa kiếp ông trước ngay. Lời nói của ông tư hàng xóm khiến ông Lâm rất lo lắng, ngày đêm không ngủ được. Rồi một đêm, ông đến cửa phòng của Thủy xem con gái ra làm sao. Thì trong màn của Thủy như có tiếng gì đó nhóp nhép, nhóp nhép, ọc ọc như nước chảy, rồi cái tiếng nhẹ nhẹ. Thấy động, cái bóng trắng nhào qua cửa sổ, rồi vụt qua đầu ông biến mất trong đêm tối cái bóng trắng đó không giống như hình người cũng không giống hình vật mà na ná như cái bóng trên nóc nhà hồi đó khi ông về đến phòng phía đầu hồi ông nghe sau nhà cạnh bờ ao có tiếng gì đó xì xào ông nghi là kẻ trộm đang bàn tính để vào lấy của đây ông rón rén nhẹ nhàng tiến đến sát chỗ có tiếng nói chuyện đó thì trước mắt ông xảy ra một điều không tưởng. Ông kinh sợ, làm toát mồ hôi hột. Ông nhìn thấy một đám lù lù, ngồi ăn cái gì đó. Ôi thôi, chính là chiếc mâm mà ông đã dùng để dọn cơm, bát đũa. Cũng chính là bát đũa mà hàng ngày gia đình ông thường ăn. Nhìn thấy cái cảnh ăn uống thì tóc gái ông dựng ngược lên. Không còn hồn vía nào nữa. Một con chó đầu người bảo một con chó khác. Chị muốn bắt bà Hương, chị phải bắt ngay, coi chừng chồng nó biết, chồng nó gửi nó đi chỗ khác thì hỏng việc đấy. Con chó kia cũng đầu người đáp, chồng nó làm sao biết được, chuyện mình nói ở đây, ai lọt vào mà nghe. Một trong hai người chó mang hình người thì nói, rồi bố con anh em nhà nó, bọn mình sẽ bắt hết, chúng nó sẽ chết không kịp chôn. Sợ quá, ông Lâm lẳng lặng, lặng rón rén về buồng ngủ đi rất nhẹ nhàng sợ kinh động đến bọn chó yêu ma sẽ có hậu quả không hay sáng hôm sau ông nhìn trước nhìn sau không thấy con chó trắng mũi đỏ đâu ông mới khẽ thuật lại những điều ông thấy đêm trước cho vợ nghe và cũng ngay sáng hôm đó ông cũng sang nhà người hàng xóm thuật lại câu chuyện đêm qua ông tư hàng xóm nói bây giờ chỉ còn cách là tìm thầy tự cao tay thôi xin bùa về yểm khắp nhà mày ra còn có thể trừ được cái lũ chó yêu ma kia ông lâm nói thì tôi đã mời thầy cao tay và xin yểm bùa khắp nhà nhưng mà cũng chẳng ăn thua gì đâu ông tư thì bàn thôi bây giờ chỉ còn một cách là cầu trời và khấn phật thôi đêm đêm thắp hương khấn trời rồi cả nhà chia nhau ra mà đi lễ các chùa và xin phật lễ độ và ông bà cũng nên ra lễ ở đình làng để cầu với Đức Thánh Hoàng Làng để cho ngài dùng phép mà trừ cái bọn yêu ma quỷ quái này đi. Không còn cách nào khác, gia đình ông Lâm bà Hương đành phải chia nhau ra mà đi làm như kế đã bàn. Nhưng mà đêm đêm thì trong giấc mơ của Thủy vẫn có kẻ ập đến mà vùi hoa dập liễu. Mà vẫn luôn luôn nghe trong đêm có cái tiếng rửa bát ngoài giếng. Hai ông bà quá lo lắng nên trở nên gầy guộc xanh xao. Trong khi gia đình ông đang ở trong cái tình trạng ấy thì một hôm có một bà sư già tới nhà ông khuyên giáo. Ông Lâm liền mang gạo tiền ra để làm lễ. Nhận tiền gạo xong, nhà sư sẽ ra đi để đến nhà khác, nhưng thay vì ra đi thì nhà sư già xin được ở lại một đêm để tạm nghỉ. Hai vợ chồng ông Lâm bà Hương mời sư già vào và đặt ngay bàn thờ Phật trên bàn thờ gia tiên nhà mình để cho nhà sư tụng kinh. Như vậy là tổ tiên nhà ông cũng sẽ được nghe kinh. Một ngày thì bà sư già chỉ ăn một bữa vào lúc chính họ, cơm chay do vợ chồng ông bà Hương cung cấp. Bà sư già tụng kinh suốt ba ngày liền, trừ lúc chập tối và quá nửa đêm mới nghỉ. Sáng ngày thứ tư, sư già từ giã vợ chồng ông Lâm để tiếp tục đi khuyến giáo Hai ông bà cố giữ nhưng mà không được Đưa tặng gạo tiền Sư già đều từ chối lấy Cớ trong mấy ngày ở lại Thì nhà sư đã quấy quẻ ông bà nhiều rồi Hai ông bà tiễn chân nhà sư ra đến đầu xóm Mới quay trở về nhà Về tới nhà Thì ông Lâm bà Hương Nhìn thấy con chó bốp Không hiểu tại sao Nằm chết dục ở bụi tre Bây giờ Gia đình ông Lâm mới hiểu Sư già là một vị cao tăng đã vì gia đình mình tụng kinh nghiệm phật hóa giải vận hạn còn thủy không còn mơ thấy gì nữa cơ thể hồi phục lên trông thấy mơn mởn mỡ màng như xưa và đêm đến thủy không còn bị ép buộc làm chuyện đó với con chó nữa